Lễ kỷ niệm ngày Canada sẽ không tổ chức ở đồi quốc hội. Sẽ có các lễ kỷ niệm trực tiếp vào ngày Canada Day lần đầu tiên sau 3 năm vào tháng 7 này, nhưng chúng sẽ không diễn ra trên đồi quốc hội Parliament Hill. Sân khấu chính của Canada Day sẽ diễn ra tại công viên Le Breton Flats, ngay phía tây trung tâm thành phố Ottawa trong năm nay, theo cơ quan Canadian Heritage cho biết trong một thông cáo báo chí. Tuy nhiên, cơ quan nói thêm rằng sẽ có một số hoạt động ở đồi quốc hội mang tính biểu tượng. Đồi quốc hội đã là nơi đặt sân khấu chính của Canada Day trong hơn 50 năm. Nhưng ngày 1 tháng 7 này, công viên Le Flats sẽ tổ chức buổi lễ vào ban ngày và buổi biểu diễn buổi tối cùng các hoạt động khác. Phố Wellington Street phía trước đồi quốc hội đã cấm xe cộ lưu thông kể từ khi các cuộc biểu tình đoàn xe tự do chiếm trung tâm thành phố Ottawa trong 3 tuần vào tháng Giêng và tháng 2 con đường này cũng thường bị đóng cửa để tổ chức lễ kỷ niệm ngày Canada Day. Lễ kỷ niệm ngày Canada Day đã được tổ chức trực tuyến trong hai mùa hè vừa qua vì đại dịch Covid-19.